Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa chư vị khách quý đại diện các cấp chính quyền địa phương sở tại. Kính thưa quý liệt vị Phật tử xa gần có mặt trong buổi lễ chi điệu giác linh đại lão hòa thượng thượng giác Hạ Nhiên. Kính thưa quý liệt vị, hôm nay ngày 13 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 29 tháng 6 năm Mắc Mùi, để bày tỏ lòng kính tiếc đối với đại lão hòa thượng pháp sư thượng giác Hạ Nhiên, pháp tử tổ sư Minh Đăng Quang, pháp chủ giáo hội Phật giáo tăng già khất sĩ thế giới tại Hoa Kỳ, nguyên viện trưởng viện hành đạo giáo hội tăng già khất sĩ Việt Nam, nguyên trưởng giáo đoàn bốn hệ phái khất sĩ khai sơn pháp viện Minh Đăng Quang tại Việt Nam và Hoa Kỳ, trên khắp mọi nẻo đường đất nước, giờ đây tại lễ đài Tịnh Xá Bửu An do chư tôn đức hệ phái khất sĩ tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ chi điệu, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được cung thỉnh chư tôn giáo phẩm và toàn thể mời tất cả đạo tràng đồng đứng lên niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh hòa thượng khai niệm. Mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa chư vị khách quý đại diện các cấp chính quyền địa phương sở tại. Kính thưa quý vị Phật tử xa gần có mặt trong buổi lễ chi điệu sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, duyên quá độ cõi trần đã tặng, gương hạnh ngày vẫn sống mãi trong con. Cố đại lão hòa thượng, vị giáo phẩm cấp cao của hệ phái khất sĩ, thành viên sáng lập giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau nhiều năm hoằng pháp ở Việt Nam và hải ngoại, do tuổi cao sức yếu, ngài đã thâu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 32 phút ngày mùng 3 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 19 tháng 6 năm Mắc Mùi, chủ thế 93 năm, Hạ Lạp 60 năm. Ngoài ra, người đã ra đi để lại lòng kính tiếc vô hạn cho đàn con. Không gian hữu tầng, hà tình tầng, hình ảnh tuy vong, nghĩa bất vong. Trong không gian và thời gian giới hạn này, chúng con không thể nào bày tỏ hết tấm lòng của mình
kính dâng lên bậc tôn quý trong hệ phái khắc sĩ và toàn thể tín đồ chỉ biết cúi đầu đem hết tâm thành khẩn nguyện chư Phật gia hộ cho giác linh cố đại lão hòa thượng thượng phẩm thượng sanh hồi nhập ta bà cứu độ tất cả mọi loài. Để tưởng niệm ân đức cao quý của Ngài, tiếp nối ngọn đèn chánh pháp hệ phái khắc sĩ tăng già Việt Nam, nhằm gọi lại cho hàng hậu thế một tấm gương tu học theo chánh pháp rạng ngời khắp tất cả các nước trên thế giới. Hôm nay, tăng ni và tín đồ hệ phái khắc sĩ tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ tưởng niệm giác linh đại lão hòa thượng, ngưỡng mong giác linh ngài thì từ chứng giám. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Trở về chứng minh buổi lễ sáng hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng Thượng Hoằng Hạ Quang, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Trở về chứng minh buổi lễ sáng hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thượng Giác Hệ Thời, chứng minh hệ phái khắc sĩ tỉnh Bạc Liêu. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thượng Giác Hà Tạng, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, kiêm trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Hòa Bình, kiêm trưởng ban tổ chức. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thượng Quảng Hạ Thới, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, kiêm trưởng ban hướng dẫn nam nữ Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Tòng, Ủy viên kiểm soát ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Phó ban trị sự Phật giáo thành phố Bạc Liêu. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Năng, Phó thư ký Chánh văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Hy, trụ trì tỉnh xá Ngọc Liên, thành phố Bạc Liêu. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Tâm, Ủy viên kiểm soát Phật giáo huyện Hòa Bình. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Phước Tâm, Phó ban trị sự Phật giáo huyện Hòa Bình. Cùng chư tôn thiền đức tăng trụ trì tỉnh xá tỉnh thất niệm Phật đường trong và ngoài huyện Hòa Bình cũng trở về tham dự buổi lễ chi điệu sáng hôm nay, đồng giới thiệu chung. Về phía chư tôn thiền đức ni, chúng tôi cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Nghiêm Liên, Ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Sư cô Thích Nữ Như Huệ, Ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Cùng chư tôn thiện đức ni tị trì tịnh xá tỉnh thất niệm Phật đường trong và ngoài huyện cũng trở về tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Về phía các cấp chánh quyền đại diện, chúng tôi trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Kim Thùy, Ủy viên ban thường vụ đảng ủy, Phó chủ tịch thường trực ủy ban xã Vĩnh Mỹ B. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Bền, Ủy viên ban thường vụ đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Vĩnh Mỹ B. Và với tinh thần đạo pháp và dân tộc, nên đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ B trở về dự lễ còn có lãng hoa tưởng niệm dâng lên đại lão hòa thượng pháp sư. Giờ đây trước án tiền của giác linh đại lão hòa thượng do chư tôn đức hệ phái khắc sĩ tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ chi điệu, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được thông hoa chương trình như sau. Một, cung nghinh chư tôn giáo phẩm, chư vị khách quý quang lâm lễ đường. Hai, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự và thông qua chương trình. Ba, cung tuyên tiểu sử đại lão hòa thượng
4. Một phút cầu nguyện tưởng niệm giác linh Đại Lão Hòa Thượng. 5. Lời tưởng niệm của môn đồ Pháp Quyến hệ phái các sĩ. 6. Lời ai điếu của Chư Tăng Tịnh Xá Bủ An. 7. Lời ai điếu Chư Ni Tịnh Xá Bủ An. 8. Cảm tạ của ban tổ chức. 9. Nghi thức lễ niệm hương và tưởng niệm theo nghi thức truyền thống của hệ phái khắc sĩ và hoàng mạng. Đó là chương trình buổi lễ chi điệu sáng hôm nay chúng con xin được thông qua. Và ban tổ chức chúng tôi cũng chào đón tất cả nam nữ Phật tử cũng trở về có mặt trong buổi lễ sáng hôm nay. Mượn lớp nhân sinh xuống cõi trần, học đòi sĩ đạt dứt tình thân, linh căn thích đạo duyên ngàn trước, noi dấu ta bà giáo hóa dân. Giờ đây chức án tiền để tưởng nhớ công hạnh quá trình hành đạo của cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Giác Hạ Nhiên Tăng Viên Tịch, chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Hoàng Hảo Quang chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu tiên đọc tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Chư Thượng Tọa, Uy Nghi Trưởng Uy Sư Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay ban trị sự Phật giáo huyện Hòa Bình cùng môn đồ Pháp Quyến thành tâm tổ chức lễ truy niệm cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Giác Hạ Nhiên hôm nay. Được sự cung thỉnh, tôi tuyên đọc tiểu sử của Đức Đại Lão Hòa Thượng. Lược sử Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên. Sinh 1923 2015, một thân thế thời niên thiếu Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên, thế danh Nguyễn Văn Ất, tự thành được sinh ngày 12 tháng 11 năm 1923 tại huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, thuộc miền Tây Nam Bộ. Ngài là người con út trong một gia đình có 5 anh em, thân phụ là cụ ông Nguyễn Hữu Quần, pháp danh Thiện Đức, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Sang, pháp danh Phước Ngọc. Một gia đình có nề nếp lễ giáo thuần hậu hiền lương. Thọ nhỏ vừa lên 8 tuổi, thân phụ qua đời, ngài được thân mẫu dẫn dắt đi chùa lễ Phật, cầu thọ quy y và được tôn sư Minh Trí ban cho pháp danh Minh Châu. Ngài rất hiếu học và nhờ căn tánh thông minh nên ưa thích tìm đọc các sách truyện viết về các bậc thánh hiền, danh nhân kim cổ. Năm lên 16 tuổi, tức năm 1939, ngài lại được gặp Hòa Thượng Thích Minh Phụng cầu học giáo pháp, tu tập và được Hòa Thượng ban cho pháp danh Tánh Chơn Hiểu Minh Tâm. Từ đó đạo tâm hướng Phật mỗi ngày một thêm tăng trưởng. Hai lớn
nhân duyên xuất gia tu tập. Đầu năm 1952, Pháp Viên tụ hội Hòa Thượng được diễn kiến Tổ sư Minh Đăng Quang đang vận chuyển bánh xe Pháp Luân, thực hành tứ y Pháp, trung đạo với chí nguyện, nói chuyện Thích Ca chánh Pháp, ngang qua vùng miền Tây sông nước Cần Thơ, Ô Môn. Sau khi Ngài nghe diệu pháp chân lý từ Tổ sư, Hòa Thượng nghe lòng mình như bừng ngộ, chí thành đảnh lễ Tổ sư, cầu xin xuất gia đầu Phật và được Tổ sư thâu nhận thọ ký pháp danh là Giác Nhiên. Đến rằm tháng 10, tháng 2 năm Quý Tỵ 1953, Hòa Thượng được Tổ sư truyền thọ y bát giới sa di tại tỉnh Thất Ngọc Viên, Vĩnh Long. Từ đây Hòa Thượng được theo hầu Tổ sư học đạo và hành đạo khắp các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Từ mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954, Tổ sư Minh Đăng Quang trước khi vắng bóng đã phó chúc giáo đoàn du tăng khất sĩ cho trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh kế thừa đạo nghiệp Hoằng Dương Chánh Pháp đến ngày rằm tháng 7 năm Ất Mùi 1955 tại tỉnh xá Ngọc Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Hòa Thượng được Nhị Tổ chứng truyền y bát của túc giới tỳ kheo, trở thành bậc sa môn, phạm hạnh thực hiện sứ mạng thiêng liêng tác ni lai sứ, hành như lai sự. Ba lớn thành lập giáo đoàn bốn và hoằng pháp độ sanh. Thành lập giáo đoàn bốn sau ngày Tổ sư vắng bóng, giáo đoàn du tăng khất sĩ do Đức trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh làm trưởng đoàn, tiếp nối công hạnh Tổ sư, hướng dẫn giáo đoàn đi hành đạo để hoằng dương Phật Pháp. Trong hai năm 1956-1957, giáo đoàn du tăng khất sĩ lần đầu tiên hành đạo từ Sài Gòn, Gia Định ra các miền Trung đến Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đông Hà, mà Hòa Thượng Pháp Sư là một trong những thành viên giảng sư lỗi lạc. Với pháp âm sư tử hống, khẩu khí trầm bổng ngân gian, và Thượng Pháp Sư đã cảm hóa được nhiều giới cư sĩ quy ngưỡng Phật Pháp, hướng về con đường chánh Pháp. Sau hai chuyến du hóa miền Trung, các vị đại đệ tử của Tổ sư như trưởng lão Giác Tánh, trưởng lão Giác Tịnh, trưởng lão Giác An, trưởng lão Giác Lý lần lượt thành lập các giáo đoàn. Và Thượng Pháp Sư sau khi trở về lại với miền Nam cũng thành lập giáo đoàn bốn. Các ngôi tịnh xá đầu tiên một thời hành đạo cảm hóa bá tánh cư gia của Hòa Thượng Pháp Sư còn lưu lại chủ yếu ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Ở miền Đông, đặc biệt là Sài Gòn, Gia Định, nay thành phố Hồ Chí Minh, có tỉnh xá trung tâm huyện Bình Thạnh, nguyên là trụ sở trung ương của Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam trước đây, và nay là đạo tràng tiêu biểu của hệ phái Khất sĩ, thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Pháp viện Minh Đăng Quang quận 2 là trung tâm tu học văn hóa và hoằng pháp của hệ phái đang trên đà hoàn thiện phát triển. Bên cạnh đó, tại các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận còn có các tỉnh xá khác như tỉnh xá Ngọc Hạnh, Hóc Môn, tỉnh xá Ngọc Điểm, tại Bà Điểm, tỉnh xá Ngọc Minh, Thủ Đức, tỉnh xá Ngọc Thịnh, Lái Thiêu, tỉnh xá Ngọc An, Dĩ An, tỉnh xá Ngọc Hòa, Biên Hòa, tỉnh xá Ngọc Nhẫn, ở Trảng Bơm, tỉnh xá Ngọc Thuận, ở Trảng Bàn, tỉnh xá Ngọc Thanh, Gò Dầu, Tây Ninh, tỉnh xá Ngọc Hương, tỉnh xá Ngọc Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, vân vân. Tại miền Tây Nam Bộ, các tỉnh xá tiêu biểu như tỉnh xá Ngọc Châu, Châu Đốc, tỉnh xá Ngọc Hưng, Sóc Trăng, tỉnh xá Ngọc Hòa, ở Bố Thảo, tỉnh xá Ngọc Sơn, Kiên Giang, tỉnh xá Ngọc Tân, ở Tân Hiệp, Tiền Giang, đều là những cơ sở do Hòa Thượng Pháp Sư thành lập hoặc chứng minh thành lập. Thành lập tổ chức Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang khai lập từ năm 1944, nhưng về mặt xã hội thì tư cách pháp nhân pháp lý vẫn chưa có. Do vậy, đầu năm 1964, Hòa Thượng Pháp Sư đã cùng Nhị Tổ, Hòa Thượng Giác Nhu, Hòa Thượng Giác Tường đứng ra vận động chư tôn đức giáo đoàn Du Tăng tiến hành các thủ tục để xin phép thành lập Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam. Năm 1966, Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam được chính thức công nhận, tạo nên một bước ngoặt mới cho Giáo hội Khất sĩ trong đại hội đầu tiên và Thượng Pháp Sư được đại chúng khi cử làm Tổng Tri sự, Trưởng kiêm Tổng vụ trưởng, Tổng vụ tân sự hoằng pháp và từ thiện xã hội, đặt nền móng cho sự phát triển về sau, lần lượt trải qua hai nhiệm kỳ. Năm 1972, Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam tổ chức đại hội kỳ 3 tại tỉnh xá Tam Quyện Bình Thạnh ngày nay. Trong đại hội lần này, chư tôn đức giáo phẩm quyết định thành lập hai viện, viện chỉ đạo và viện hành đạo. Ngài trưởng lão Giác Tánh được cung thỉnh ngôi vị tăng chủ, và Hòa Thượng Pháp Sư được đại chúng khi cử trụ viện trưởng viện hành đạo, có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo định hướng các hoạt động Phật sự và hoằng dương chánh pháp. Sứ mạng tiếp tục sứ mạng tiếp độ một thế hệ tăng già, song song công đức từng bước hình thành tổ chức Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, Hòa Thượng Pháp Sư còn có một sứ mạng đặc biệt là Ngài có rất nhiều phúc duyên trong việc tiếp chúng độ tăng. Trong vòng 20 năm hành đạo tại quê hương Việt Nam, Ngài đã trực tiếp thu nhận và chứng minh tế độ hàng trăm tăng ni xuất gia nhập đạo trong giáo Độc Bổn, và chứng minh truyền giới cho nhiều trăm vị tăng ni cầu thọ giới pháp. Trong thế hệ đệ tử thời kỳ đầu thành lập giáo hội, giáo đoàn nay đã viên tịch, có các trưởng lão hòa thượng như Giác Hiền, Giác Hậu, Giác Nhẫn, Giác Khả, Giác Châu, Giác Niệm, Giác Linh. Cũng trong thế hệ đầu, một số vị đệ tử ngay còn hiện hữu là giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Hòa Thượng Thích Giác Phúc, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ,
Hòa Thượng Thích Giác Lai tham gia hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Minh Bửu, Thượng Tọa Thích Minh Thành tham gia ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có các vị Hòa Thượng Giác Thông, Thượng Tọa Minh Ngạn Đồng Nai, Thượng Tọa Minh Thuần Bình Dương, Hòa Thượng Giác Truyền, Hòa Thượng Minh Hồng Sóc Trăng, Hòa Thượng Giác Giảng An Giang, Hòa Thượng Minh Nhường, Thượng Tọa Minh Thông ở Kiên Giang, Hòa Thượng Giác Giàu Hậu Giang, Thượng Tọa Minh Lộc, Thượng Tọa Minh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Ni Trưởng Mai Liên, Bà Rịa Vũng Tàu, Ni Sư Châu Liên ở Tây Ninh, vân vân. Bốn lớn thời kỳ Hoằng Pháp tại hải ngoại năm 1978-2015. Khi Tổ quốc Việt Nam được hòa bình, độc lập, thống nhất, dân sơn, Bắc Nam sum họp một nhà, Hòa Thượng Pháp Sư đã về an dưỡng tịnh tu tại tỉnh Xá Ngọc Hương, thành phố Vũng Tàu. Trong 3 năm, sau mùa Tự Tứ Du Lan năm 1978, Ngài chủ động có chút trách nhiệm lãnh đạo tinh thần trưởng và phó trưởng đoàn giáo đoàn 4, đồng thời chỉ định Bổ Sứ Thượng Tọa Thích Giác Phúc trụ trì Pháp Diễn Minh Đăng Quang, quận Thủ Đức nay là quận 2, Đại Đức Giác Toàn trụ trì tỉnh xá trung tâm. Quận Bình Thạnh có trách nhiệm đại diện các mặt đối ngoại của Giáo hội Tăng Già Phát Trị Việt Nam. Tháng 9 năm 1978, bằng tấm lòng hiếu kính, Ngài Chí Thành lãnh lễ tri ân tổ tiên, thầy tổ trở về quê hương thân yêu và bắt đầu thực hiện tâm nguyện du hóa hoằng pháp phương xa. Trong 25 năm đầu 1979-2005 định cư tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Pháp Sư đã nương theo pháp duyên trần thế, với năng lực vốn có, với căn tánh sâu dài, tinh thần từ bi hỷ xả và đạo đức nhân nghĩa hiền hòa ngàn đời của tổ tiên dân tộc, Ngài đã thân tâm tại nhiều quốc gia trên thế giới, từ Hoa Kỳ đến Canada, Úc Châu và Pháp Quốc. Đặc biệt là những cái phương xứ có cộng đồng người Việt cư trú để chia sẻ chan hòa và cảm hóa soi dịu tinh thần và vật chất đối với những tâm hồn bất hạnh, những đồng đạo đồng hương chúng sanh thân thương trên thế giới và ta bà vốn dĩ đầy bỉ đầy bi thương khổ lụy và vô thường vô ngã này. Song tâm nguyện thuyết giảng kinh pháp, khuyên tu khuyến thiện, ấn tống kinh sách băng đĩa và thực hiện nhiều chuyến cứu trợ quỹ đạo cho đồng bào đồng hương cơ nhở. Từ năm 1980, Hòa Thượng Pháp Sư đã đứng ra xin phép và được Chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho phép thành lập Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới tại Hoa Kỳ, do Ngài làm Pháp Chủ cho đến Ngài Nguyên Tịch. Cũng chính trong thời gian này, Hòa Thượng Pháp Sư đã trực tiếp xây dựng và chứng minh cho Chư Tôn Đức Tăng Ni đệ tử thành lập nhiều
chục cái ngôi đạo tràng, tịnh xá, thiền viện, tu viện tại những quốc độ mà giáo hội tăng già các sĩ hải ngoại đã hiện diện hoằng hóa. Từ khi có đầy đủ cơ sở pháp nhân, pháp lý, Ngài đã đứng ra bảo lãnh cho nhiều tăng ni từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để hỗ trợ tu học. Năm, công trình biên soạn sáng tác và ấn tống pháp bảo nhằm thực hiện tinh thần định hướng Việt ngữ hóa kinh sách truyền bá tánh pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang. Năm 1957, giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ trong buổi đầu mới thành hình, nên Hòa Thượng Pháp Sư có thời gian và tịnh tu tại núi Ông Tiêu gần Tổ Đình Thiên Thai do Tổ Huệ Đăng Khai Sơn trú xứ. Hoằng hóa tại đây, Hòa Thượng Pháp Sư đã thăm viếng, tham vấn và được Tổ sư Huệ Đăng chấp thuận cho phép kết hợp các bản kinh công phu hàng ngày bằng Việt ngữ. Thể loại văn dần do Tổ sư chuyển dịch làm thành nguyện nghi thức tụng niệm để tăng ni và Phật tử hệ phái Khất Sĩ tụng đọc ngày nay. Từ những năm đầu thập niên 60, Hòa Thượng Pháp Sư đã đứng ra vận động thực hiện in lại cái bộ chân lý với đầy đủ 69 tiểu luận mà trước đây chỉ ấn tống từng quyển. Nay lần đầu tiên kết tập trọn bộ để dâng lên tưởng niệm ân đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Trong thời kỳ này, Hòa Thượng Pháp Sư đã dành nhiều thời gian sáng tác, biên soạn các tập sách thơ văn để ấn tống hoằng hóa như Pháp Môn Tọa Thiền, Ánh Nhiên Đăng, Thương Nhớ Mẹ Hiền, Tiếng Lòng Người, Hiếu Tử, in chung với các tác phẩm Kệ Pháp Bảo Kệ, Pháp Bảo Kệ do Tăng Ni Khất Sĩ đồng sáng tác. Về sau, các tập này được in chung có tựa đề là Tứ Kệ Tịnh Tâm. Trong 30 năm hoằng pháp tại hải ngoại, Hòa Thượng Pháp Sư đã sáng tác, biên soạn và ấn tống các tác phẩm Trai Giới Trường Sinh, Tư Tưởng Siêu Nhân, Lợi Hại Của Chữ T, Diệu Lý Đồng Phương, Diệu Lý Pháp Đăng, Diệu Lý Nhiên Đăng, Diệu Lý Thẩm Thâm, Diệu Lý Tuệ Đăng, Diệu Lý Bảo Đăng, Diệu Lý Nhiên Thiền Định, Diệu Lý Tĩnh Tâm, Diệu Lý Bát Nhã, Diệu Lý Minh Quang, Diệu Lý Tâm Kinh, Diệu Lý Viên Thông, vân vân. Ngoài ra, Hòa Thượng Pháp Sư còn chứng minh, cố vấn, biên soạn Đại Từ Điển Phật Học và Bộ Phật Pháp Căn Bản bằng song ngữ Việt Anh do Phật tử Thiện Phúc biên soạn và ấn hành tại Hoa Kỳ để phổ biến hoằng hóa. Thứ sáu, những khoảnh khắc và những dấu ấn thiêng liêng, những khoảnh khắc đạo tình
năm 1000, năm 2001, lần đầu tiên sau 22 năm rời xa quê hương, Hòa Thượng Pháp Sư đã trở về thăm Đại Việt Nam, thăm viếng chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử và thực hiện chuyến công tác từ thiện xã hội từ Nam ra Bắc. Cùng lúc, Ngài đã hướng dẫn Tăng Ni Phật tử hải ngoại hành hương chiêm bái, thăm viếng các di tích, thắng tích, các già lam Phật tích, các bảo tháp cổ kính của chư Tổ Sư Phật Giáo thời Lý Trần, với nhiều cung bậc cảm xúc thân thương và đạo vị thiêng liêng. Năm 2006, trong mùa đại lễ Phật Đản 2550 năm, Hòa Thượng Pháp Sư đã về chứng minh lễ đặt đá trùng tu Pháp Viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hai Ngài đã dành nhiều tâm huyết khai đập đạo tràng. Năm 2008, Đại lễ Vi Sắc Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam. Sự hiện diện của Đại Đạo Hòa Thượng Pháp Sư trong ngày đại lễ đã thể hiện sự gắn kết đạo tình Linh Sơn Pháp Lữ với hơn 70 nước Phật giáo trên thế giới tham dự. Sau đó, Ngài về Đại Miền Nam thăm viếng chiêm bái các dấu tích cuộc đời hành đạo của Tổ Sư Minh Đăng Quang, và cũng lần này Ngài đã lưu lại cho chư Tăng Ni Phật tử tại tịnh xá trung tâm và đạo tràng chùa Hoằng Pháp những thời pháp thoại vô cùng cao quý, sâu lắng, tràn đầy cảm xúc thân thương. Năm 2009, dù đang có bệnh duyên, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư vẫn cố gắng quan tâm chứng minh tham dự đại lễ tưởng niệm 55 Cố Sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại tỉnh xá Ngọc Quyển, Biên Hòa, Đồng Nai, và sau đó chứng dự lễ khởi công đại trùng tu xây dựng Pháp Viện Minh Đăng Quang. Năm 2014, dù bệnh duyên mỗi ngày mỗi nặng, nhưng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư vẫn cố gắng về chứng minh tham dự lễ tưởng niệm 60 năm Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại Pháp Viện Minh Đăng Quang, và lưu lại đây tròn một tháng, được xem là lần gắn kết sau cùng. Trọn cả cuộc đời tu học, hành đạo và du hóa độ sanh, Đại Lão Hòa Thượng đã được thực hiện không biết bao nhiêu chuyến công tác từ thiện xã hội dành cho những người có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Ngài cũng đã in ấn tống không biết bao nhiêu là kinh sách, băng đĩa đến với bá tánh cư gia, đồng thời đứng ra xây dựng và chứng minh xây dựng hàng trăm ngôi đạo tràng tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh thất từ trong nước đến hải ngoại. Nhưng có một điều hết sức đặc biệt và không thể ngờ là cơ sở của Đại Đạo Hòa Thượng trực tiếp xây dựng, và kể cả những tịnh thất Ngài đang an trú hành đạo, thì như là một định tri túc từ trong niềm tiềm thức. Dù đi đâu, ở đâu, Ngài luôn luôn chủ trương không xây dựng đồ sộ, nguy nga, tráng lệ từ hình thức kiến trúc
ở bên ngoài đến trang trí nội thất bên trong, tất cả đều trung bình vừa phải, vừa đủ. Trong nếp sống sa môn, một thực tế ít người nghĩ đến, nhưng đã là như vậy. Dầu dấu tích ngôi tịnh xá Minh Đăng Quang, nơi Ngài ấn định là viện truyền thống khất sĩ tại hải ngoại California, Hoa Kỳ. Từ đó Ngài đến và từ biệt ra đi hơn 30 năm gần không thay đổi, vẫn như ngày nào hiện hữu bình dị trang nghiêm. Bảy sau hơn 90 năm hiện thế, hơn 60 năm hoằng pháp độ sanh, chu du bốn biển năm châu, thân tứ đại nguyện mộng của Hòa Thượng Pháp Sư bắt đầu hiện tướng suy hoàng như một cỗ xe cũ kỹ. Tháng 9 năm 2006, trong một chuyến đi hành hương Canada tại Hoa Kỳ, Ngài thọ bệnh tại biển kéo dài tròn 9 năm. Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp Lữ đệ tử, chư thiện nam tín nữ cận sự gần xa hết lòng phụng dưỡng. Chăm sóc các bác sĩ của các bệnh viện chuyên khoa nổi tiếng hết lòng chữa trị, đã nhiều lần thuyên giảm nhưng rồi cũng đến lúc dừng nghỉ theo định luật vô thường của kiếp sống nhân sinh. Đại Đạo Hòa Thượng Pháp Sư đã an nhiên xa bỏ báo thân viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi tại tổ đình Minh Đăng Quang, Nam California, Hoa Kỳ, chủ thế 93 tuổi, hạ lạp 60 năm. Đã nhập quan và tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm tổng thể tại Viện Truyền thống Minh Đăng Quang. Tiếng Tây không được đọc. Ngày 16 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 3 tháng 7 năm Ất Mùi, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử cung đón Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng từ sân bay Tân Sơn Nhất về tôn trí tại Pháp Viện Minh Đăng Quang số 505 Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, để cử hành lễ viếng tưởng niệm từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 năm 2015. Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2015, tức ngày 18 tháng 7 năm Ất Mùi, Chư Tôn Đức Tăng Ni Giáo Hội và hệ phái khất sĩ, hệ phái cử hành lễ truy niệm cung tiễn Kim Quang Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư đến nghĩa trang Phúc An Viên, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để làm lễ trà tì. Xá lệ Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư được tôn thờ tại tháp Tịnh Xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, và Pháp Viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cùng các vị tỉnh xá thiền viện hải ngoại và được Ngài di chúc. Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Pháp Sư là biểu hiện của sự tinh cần tu tập, dấn thân hành đạo, thuyết pháp độ sanh, sự giả từ
Nguyện thân tứ đại cao đăng Phật quốc của Ngài là điều tất yếu, nhưng đã để lại cho hàng pháp lữ môn đồ đệ tử trong nước và hải ngoại niềm kính thương vô hạn. Dù đi khắp bốn bể phương trời, trăm năm dừng nghỉ về nơi quê mình. Quê mình sông nước hữu tình, non cao biển rộng, tâm linh rạng ngời. Nam mô Giác Linh Đại Đạo Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sách tướng vốn không, mượn cảnh nguyện độ người như nguyện. Tử sanh nào có, nương thiền từ độ kẻ trong mê. Vừa qua đại chúng đã lắng tâm ôn lại cuộc đời đạo hạnh của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư, để tỏ lòng tưởng nhớ ân đức sâu dày của bậc thạch trụ chốn Tòng Lâm. Cung thỉnh Tư Tôn giáo phẩm và mời toàn thể đạo tràng quý vị đồng đứng dậy dành một phút tưởng niệm. Một phút tưởng niệm Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng bắt đầu. Một phút tưởng niệm đã trôi qua, cung thỉnh Chư Tôn Hiền Đức và mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Vẫn biết vô thường định lực chung, mà nghe nghèn nghẹn vạn muôn lòng. Người đi bìm bịp còn đâu nữa, vắng bạc bóng hình vốn cửa không. Dẫu biết rằng cuộc đời là ảo mộng, tứ đại vốn không. Đối với Đại Lão Hòa Thượng, sanh như đắp căng bông, tử như cõi áo hà. Nhưng đối với sự ra đi của Ngài, làm cho tăng ni Phật tử chúng con không ngăn được những nỗi niềm cảm xúc trong lúc phân ly. Trong giờ phút thiêng liêng của lễ chi điệu, chúng con thành tâm cung thịnh Đại Đức Thích Giác Tâm Quỷ Viên Kiểm Soát Phật Giáo Việt Nam Huyện Hòa Bình có đôi lời tưởng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa chánh quyền địa phương, các cấp sở tại thân mến, kính thưa Phật tử thân mến, mô Phật. Con xin thay mặt cho môn đồ pháp viếng hệ phái Khất Sĩ có đôi lời thành kính tưởng niệm đến Giác Linh. Kính bạch Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, trong giây phút ngàn thu vịt việt trước cảnh tiền của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư, nguyên Viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, nguyên trưởng Giáo Đoàn 4 Hệ Phái Khất Sĩ Khai Sơn Pháp Viện Minh Đăng Quang tại Việt Nam và Hoa Kỳ, chúng con xin được phép thay mặt Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni thuộc Hệ Phái Khất Sĩ có đôi lời tưởng niệm. Bầu trời Mỹ quốc còn lưu bóng, dòng nước Cần Thơ vẫn xuôi dòng. Pháp viện Minh Đăng còn lòng lòng, mãi mãi sáng ngời diệu pháp thân. Giáo hội kính nghi gương đạo hạnh, thế gian hằng lưu bóng chân nhân. Thật vậy, từ pháp giới hiện thân hiền sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, rồi đến độ nhân duyên hội đủ, quyết chí xuất trần. Mảnh ca sa bình bát một thân, hạnh trì bát du tăng khất sĩ. Tăng vô nhất vật hạnh nguyện ba đời, pháp giới ta bà là nhà. Chúng sanh là quyến thuộc, quyết chí nêu gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện đại lợi tha. Tháng lại ngày hoa hòa mình cùng vũ trụ, muôn phương cất bước tung rải trong hoa. Giáo pháp Thích Ca hằng nguyên nhân thế,
Đạo hoàng một thở ký tiếp truyền thừa, phụng mệnh tổ sư truyền trì tổ đạo, làm cho tổ ấn trùng quang đạo hoàng sáng lạng, tứ chúng đồng tu, lục hòa cộng trụ, một cành sáu nhánh cây trái xung xuê, hơn một nửa vòng trái đất giáo pháp hoàn truyền, chúng sanh an lạc, đạo thể vuông tròn, vẫn giữ sắc son tâm hồn vô ngã. Từ bi hỷ xả nhiếp hóa chúng sanh, một đời giữ vững chữ lành, trọn kiếp duy trì chữ nhẫn, để nhập chân như ban rải lòng từ, nhiếp tăng đồ chúng lời lạc vô cùng an lành trong chánh pháp. Trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, tí chúng đồng tu như nước hòa sữa, có đại lão hòa thượng đã cùng các tổ chức giáo hội hệ phái hòa hợp cùng nhau xây dựng thành công ngôi nhà giáo hội Phật giáo thế giới, đáp ứng nguyện vọng của chư tăng ni Phật tử Việt Nam và thế giới. Pháp chủ tối cao cố đại lão hòa thượng đã tỏa sáng gương hạnh, ân đức bao trùm tăng ni Phật tử, làm hải đăng định hướng cho giáo hội Phật giáo Việt Nam và thế giới. Qua những lời khuyến hóa thân nghiêm nhân hậu, làm tăng bao ý nghĩa xây dựng và phát triển trang nghiêm hưng thịnh trong lòng tăng ni Phật tử Việt Nam và hải ngoại. Công hạnh của cố lão hòa thượng thực hiện thành công tốt đẹp và có hiệu quả các công tác Phật sự của giáo hội, làm tốt đạo đẹp đời trong hiện tại và tương lai. Những tượng trên lộ trình Bồ Tát hóa đạo, thừa hành Phật sự nhân gian, hòa thượng còn trụ thế lâu hơn nữa để làm việc lợi lạc hữu tình và làm bóng đại thọ che mát tăng ni Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam và thế giới. Nhưng hòa thượng đã tùy duyên ứng hiện, đến đi vô ngại như những cánh nhạn giữa bầu trời xanh, bóng trăng nghinh đáy nước, quả thật sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyện độ người huyện, từ sinh vào có nương thiền từ, độ kẻ trong mê. Sự ra đi vĩnh viễn của cố đại hảo hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với giáo hội Phật giáo thế giới nói chung, cũng như chư tăng ni Phật tử hệ phái Khất Sĩ nói riêng. Sự mất mát này chúng con cũng như tăng ni Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam và thế giới không sao tìm được trong nhân thế của kiếp hiện tại. Hỡi ơi, người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mấy bạc lòng sầu tiếc thương, ga vào lòng dạ vấn vương, bóng hình hiền sĩ du phương vô cầu. Song công đức đạo hạnh của cố hòa thượng đối với đạo pháp và chúng sanh vẫn còn sống mãi trong tâm sự của những người con Phật và tư tưởng muôn màu của giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới thời hiện đại. Hôm nay trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, cố đại lão hòa thượng quá duyên đảm mạng trong pháp giới vô biên, ngài đã ngao du tự tại, xả nhục thân chứng nhập pháp thân, siêu tịnh độ không rời khỏi độ. Do đó kính mong giác linh hòa thượng chứng minh gia hộ chúng con cùng những người bạn đồng hành trong chánh pháp còn lại, bồ đề tâm kiên cố, ý chí kiên cường, để hoàn thành Phật sự trên mọi chặng đường lịch sử nơi thế giới Niết Bàn. Xin giác linh đại lão hòa thượng hãy an nhiên như thế tôn đã dạy, hữu vi là pháp vô thường, sớm còn tối mất vô phương vững bền. Một khi sinh diệt đã xong, Niết Bàn an lạc thông dong tháng ngày. Kính lạy giác linh hòa thượng thiền từ chứng giám, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
chốn tòng long mây ẩn bóng ưu đàm, nơi thiền thất chăn soi gió lành. Mênh mông biển học thuyền từ che chở mất đi rồi. Đối với sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng làm cho chư ni Phật tử chúng con không ngăn được những nỗi niềm cảm xúc trong lúc phân ly, trong giờ phút thiêng liêng của lễ chi điệu. Chúng tôi trân trọng mời đại diện chư ni Tịnh Xá Phổ An có đôi lời ai điếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đại diện đảng chính quyền các cấp, con Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Liên Thường hôm nay đối trước Giác Linh Hòa Thượng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng Già, Khất sĩ Thế giới, Thượng Giác Hạ Nhiên, kính xin quý Ngài cho phép con thay mặt ni chúng Tịnh Xá Phổ An cùng quý Phật tử trong đạo tràng Tịnh Xá Phổ An dâng lên nén tâm hương, xin bộc bạch đôi lời ai điếu. Kính lại Giác Linh Hòa Thượng, chúng con vì kém phước nên chưa một lần diện kiến Hòa Thượng, nhưng dẫu sao chúng con vẫn còn được nghe pháp âm của Ngài. Nhưng than ôi, đèn quang minh lung linh trước gió, hạnh du tăng khắc sĩ đã dừng chân, bóng y vàng phất phới đã ngưng bay, bình bát đó ngàn đời ngài thôi khất quá. Tôn sư hỡi, lòng con buồn đau tuổi, sửa pháp nồng chẳng ai gót để con sai, biết nương ai cho chí sáng tâm khai, hành đạo lớn con biết làm sao cho trọn. Thật huy quá đức hạnh cao vời người khất sĩ, vận nhật nguyệt giác nhiên rực sáng, sôi trần gian mát tỏ khắp muôn nơi, đem quang minh chân lý tuyệt vời sang đất khách nói truyền Thích Ca chánh pháp. Hỡi ơi, con nào biết lòng từ bi hùng lực, Hòa Thượng Tôn Sư dược miệng để truyền đăng 97 ngày đêm thập tử muôn phần, phát đại nguyện đáp đền bốn ân trong muôn một. Nay Hòa Thượng ân sư vì đạo cao chí cả, vượt muôn trùng vạn ngã cứu nhân sanh, để nơi đây chúng con đau xót muôn phần, nhăn lệ thảm chích máu tim dân ai điêu. Con dẫu biết sắc thân là hư huyễn, nhưng mong sao từ nhãn chiếu lai lâm, cho chúng con kết ngõ cẩm vành, hương giới đất muôn phần con dân cúng. Hôm nay chúng con chỉ còn nhìn thấy thiền sàng trang nghiêm mặt mặt, linh tọ tịch tịch minh minh, Hòa Thượng Tôn Sư nhẹ gót đường mây, nhưng trí tuệ quang minh sôi tỏ rõ. Hòa Thượng Tôn Sư hỡi, pháp quyến chúng con ngậm ngùi gơi lệ, ánh đạo vàng nay thiếu vắng bóng ân sư. Đầu cuối lại Hòa Thượng Giác Linh chứng giám, lòng thành một bức ai văn hòa nam bái bạch. Nam mô Hòa Thượng Giác Nhiên, thượng đường khai sơn pháp diện minh đăng quang, nói truyền Thích Ca chánh pháp, pháp chủ Giáo hội Tăng Già Khất sĩ Thế giới, môn đồ pháp quyến chúng con cầu nguyện Giác Linh Tôn Sư Hòa Thượng thể nhập vô sanh, hội nhập ta bà, hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Giác Linh Hòa Thượng Pháp Sư.
tác đại chứng minh. Để tỏ lòng tri ân chư tôn thiền đức, quý quan khách và toàn thể thiện nam tín nữ đến tham dự buổi lễ chi điệu của đại lão hòa thượng hôm nay, chúng con đi đầu kiền thỉnh đại đức Thích Giác Hy thay mặt ban tổ chức có đôi lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng đạo hiệu Thích Quần Quang, chứng minh ban sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Ngưỡng bái bạch thượng tòa đạo hiệu Thích Quảng Thế, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Bạc Liêu. Kính bái bạch chư tôn đức trong thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa quý đại diện đảng ủy chính quyền địa phương các cấp, hôm nay ngày 13 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 29 tháng 6 năm Ất Mùi, là ngày thứ 10 kể từ lúc hòa thượng đại lão hòa thượng pháp sư đạo hiệu Giác Nhiên Viên Tịch, hàng môn đồ pháp quyến chúng con hiệp cùng ban tổ chức thành kính thiết lập linh đài cử hành lễ tri niệm hòa thượng pháp sư tại tỉnh xá Bủ An, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Trong ngày lễ tri niệm này, chư tôn đức trong thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, mặc dù bận rộn công việc Phật sự trong mùa an cư kiết hạ, nhưng chư tôn đức đã vì đạo tình Linh Sơn Pháp Lữ đáp lời kiền thỉnh nhân chút thời gian chấn tích quang lâm đến tỉnh xá Bủ An để chứng minh và tham dự lễ tri niệm. Trước đạo tình cao đẹp đó, quyến cùng ban tổ chức niệm thành chi tạ. Kính nguyện chư tôn đức pháp thể khinh an tệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ Phật đạo viên thành. Kính thưa đại diện chính quyền địa phương các cấp, chúng tôi cũng xin chân thành tri ân đến quý lãnh đạo đảng ủy chính quyền các cấp đã nhiệt tình giúp đỡ cho phép chúng tôi tổ chức lễ tri niệm, đồng thời còn sắp xếp thời gian và công việc nơi cơ quan để đến tỉnh xá Bủ An tham dự lễ tri niệm hôm nay. Trước tấm lòng giúp đỡ quan tâm đó, ban tổ chức chúng tôi thành thật tri ân và cảm tạ nghĩa cử cao đẹp của quý vị. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe để lo cho dân, cho nước và đời sống luôn an lành, thịnh vượng. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ đây, qua phần nghi lễ truyền thống, cung thỉnh chư tôn đức và kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng đứng dậy để hướng về ảnh tiền của đại lão hòa thượng chúng ta cử hành nghi lễ. Chúng con cung thỉnh thượng tòa thượng giác hạ tàng và sám chủ và cùng chư tôn đức toàn thể đạo tràng đồng hộ niệm. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tôn Sư Minh Đăng Quang Bồ Tát. Nam mô Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Giác Hạ Nhiên Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, vượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác.
hướng sông đánh báo giới định tuệ hương, giải thoát kỳ kiến quỷ khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương. Ba nén tâm hương chúng con nguyện cúng dường, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát A Tát. Lễ Phật kính lại Phật từ bi cứu thế đem đạo lành, chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành nhớ đèn quang minh soi đường. Lễ Pháp kính lại Pháp là phương giải thoát gốc chân truyền. Từ xưa Pháp tu chứng đắc kịp giờ độ người, bên bờ bên kia lễ tăng kính lại tăng nghiêm kỳ giới luật hạnh tăng vô nhất vật thanh bằng tự mình lý chân giúp người giác ngộ chuyên cần công tu xưng tụng tăng bảo tăng là các nhà sư thanh tịnh thể không không chẳng dính bụi trần các ai khinh thân dứt cờ bốn ngã lãnh phần độ sanh tăng là kẻ thừa hành Phật pháp đem đạo màu giải khắp thế gian hồng trần đám lửa cháy lan nước mưa cam lộ sôi càng tăng ngày chư thánh tăng công dài vô hạn độ chúng nhận đội ơn cảm đức không ngần thở kinh để hành giảm sai. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Mâu Ni Phật. Vội vội không trên pháp thầm sâu trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đàn chiên chỉ niệm mà nguyện cho Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Kinh vô ngã tướng lúc Đức Thế Tôn mới thành đạo ngày đến tại vườn Lộc Uyển xứ Ba La Nại kia qua cho năm vị tỳ khưu nhóm kiều trần như nghe lời thứ nhất là kinh chuyển pháp lưng ngà. Bài thứ gì là kinh vô ngã tướng ở Phật ở rừng hưu dạy năm vị tỳ khưu rằng sắc tâm vô ngã chẳng phải của ta đâu. Nếu xác thân hữu ngã không phải chịu
khổ đau. Vì giác thân vô ngã nên thường chịu khổ đau. Giác thân vô ngã cho nên không thể có sinh thân được thế này, sinh thân được thế nọ. Sắc thọ tưởng hành thức thải đều y như nhau, thải đều là vô ngã, thải đều chịu khổ đau. Này tỳ khưu các Phật, thân thường hay vô thường, thân vô thường bạch Phật, Phật vô thường khổ vui. Bạch Phật, Phật ấy khổ, vật vô thường đã khổ. Có nên rằng của ta, bạch Phật chẳng nên đó. Này tỳ khưu các Phật, thọ thường ấy vô thường, thọ vô thường bạch Phật, Phật vô thường khổ vui. Bạch Phật, Phật ấy khổ, Phật vô thường đã khổ. Có nên rằng của ta, bạch Phật chẳng nên đó. Này thì cô các Phật, tưởng thường hay vô thường, tưởng vô thường bạch Phật, Phật vô thường khổ vui. Bạch Phật, Phật ấy khổ, Phật vô thường đã khổ. Có nên rằng của ta, bạch Phật chẳng nên đó. Này tỳ khưu các Phật, hành thường hay vô thường, hành vô thường bạch Phật, khổ vui. Bạch Phật, Phật ấy khổ, Phật vô thường đã khổ. Có nên rằng của ta, bạch Phật chẳng nên đó. Này tỳ khưu các Phật, thức thường hay vô thường, thức vô thường bạch Phật, và vô thường khổ vui. Bạch Phật, Phật ấy khổ, Phật vô thường đã khổ. Có nên rằng của ta, bạch Phật chẳng nên đó. Sắc thô tê quý tiền, sắc bên trong bên ngoài, sắc tam giới cận diện, cũng chỉ là sắc tôi. Các thầy dùng tuệ trí xem sắc theo chân lý, đó chẳng phải là ta, của ta thân ta vậy. Thọ thô tế quý tiền, thọ bên trong bên ngoài, thọ tam giới cận viện, cũng chỉ là thọ thôi. Các thầy dùng tế chi xem thọ theo chân lý, đó chẳng phải là ta, của ta thân ta vậy. Tưởng thô tế quý tiền, tưởng bên trong bên ngoài, tưởng tam giới cận viện, cũng chỉ là tưởng thôi. Các thầy dùng tuệ trí xem tưởng theo chân lý, đó chẳng phải là ta, của ta thân ta vậy. Hành thô tế quý tiền, hành bên trong bên ngoài, hành tam giới cận viện, cũng chỉ là hành thôi. Các thầy dùng tuệ trí xem hành theo chân lý, đó chẳng phải là ta, của ta thân ta vậy. Thức thô tế quý tiền, thức bên trong bên ngoài, thức tam giới cận viện, cũng chỉ là thức thôi. Các thầy dùng tuệ trí xem thức theo chân lý, đó chẳng phải là ta, của ta thân ta vậy. Này các thầy tỳ khưu,
thân văn nghe thấy rõ, chán nản thân sắc hành, chán nản thức tưởng thọ. Khi chán nản như thế, được xa lánh dục tình, được phát sanh trí tuệ, nẻo giải thoát đành rành. Bậc ấy đã hiểu rằng đạo cao mình chứng đắc, phận việc đã thi hành, kiếp sanh ngày chấm dứt, Phật giảng kinh vừa dứt, năm thì khu hỷ quang, muôn ngã không còn, lậu hoặc hải tiêu tan. Quang cơ tài giới ra tổ cùng, mà thấy ra năm quận đều không, bao nhiêu khổ ác cũng cùng độ qua. Thì xa lời tử xếp ra, không là sáng đó xác là không đây, xác cùng không chẳng khác không cùng xa vẫn sánh tài như nhau. Thọ tưởng hành thức quẩn nào cũng như giá quẩn một màu không không, này xa lời tử nghĩa lòng mà không không tương ấy điều không tương tình, không tăng giảm không được thanh, cũng không diệt cũng không sanh pháp đồng. Vậy nên trong cái chân không vốn không năm quẩn cũng không sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân vì hương giúp quá cùng phần xa thân, từ không giới hạn mắt nhìn đến không ý thức vô minh cũng đồng, hết vô minh cũng vẫn không. Dạ chết dạ không có gì, không khổ tập việc đạo kia, chứ huệ thương đất cũng là không công, sở thành sở đất bởi công. Các vị Bồ Tát nương tùng tệ năng, tâm không còn chút ngại ngăn, nên không còn chút băn khoăn sợ gì. Đảo điên mộng tưởng xa lìa, niết bàn mới đến bên kia bên bờ. Ba đời chư Phật xa xưa đã thành chánh giác, đã nhờ huệ năng trí huệ năng lực vô ngần, đại minh vô thượng đại thần cao siêu, trí huệ năng lực có nhiều, thật là thần chú chờ tiêu não phiền, trí huệ năng lực vô biên, dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn, liền theo lời chú thiết rằng độ ta giác ngộ khắp trần chúng sanh, nguyện giảng sanh muôn pháp không thường còn. Người sanh có diệt, sanh tử như thị triều, diệt tận chân quốc biển thác bền, sống không bền người đời ai cũng chết. Chết một tiêu của đời, đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngăn ngủi, chết thật là chết chắn. Sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem để quát hoài, xác như gỗ một thơ, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sanh diệt. Nguyện đem công đức lành hồi hướng cho tất cả hương linh, chúng sanh đều chứng thành Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện Phật Nhật Tán Quy với chiếu diệu đại thiên xa giới, pháp luân thường chuyển lưu thông ba vạn nhân thiên, tăng hải hòa bình hảo hảo tống vong vĩnh chân, thiền môn nghiêm tịnh quy quy tổ ấn trùng quang,
Vũ Thượng Phong Điều Dân An Quốc Thành Phố Huyện Đồng Văn Phật Tuyết Đồng Diễn Phật Âm Đồng Kiên Phật Tâm Đồng Thành Phật Đạo Nam Mô A Di Phật Tử Quy Phật Đưa Nguyện Chúng Sanh Thể Giải Đại Đạo Thương Tâm Tử Quy Pháp Đưa Nguyện Chúng Sanh Tâm nhập kinh tạng như hệ từ quy tăng nương quyền chúng sanh thống ly đại chúng nhất thiết vô nghệ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật lễ chi niệm điều đại lão hòa thượng pháp sư giờ phút này đã viên mãn cung thỉnh cho tôn thiện đức và toàn thể quý vị nghỉ giải lao và sau đó cung thỉnh quý ngài và toàn thể quý vị ở lại dùng thân mật với ban tổ chức Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sanh về nước Cực Lạc nguyện đem công đức này cõi nước Phật trên đền bù ơn nàng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc Nam mô A Di Đà Phật.